Cả nhà ơi, trở lại với cái kênh bầu trời Texas USA thì hôm nay em lại tiến vào một cái nơi mà của cái anh người Việt Nam, ảnh là cái người vô gia cư mà mấy tuần trước mình có chia sẻ. Thì đây là cái video mà mình muốn chia sẻ đến là cho cái những cái hoàn cảnh khó khăn, là cái hoàn cảnh khó khăn của những người Việt Nam xa xứ. Thì đây là cái nơi mà cái anh này ảnh thường sống nè cả nhà. Thì trở lại với kênh bầu trời Texas USA, lời nói đầu tiên bầu trời Texas kính chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Thì hôm nay lại chia sẻ thêm một cái đoạn video nói về cái anh vô gia cư mà mình thường đi tìm ảnh sống ở trong nơi cái rừng, cái đám rừng nho nhỏ này nè cả nhà. Đó, thì đây là cái đám rừng mà mình muốn, mình đang đứng hiện tại, bây giờ mình đang xâm nhập trong cái đám rừng, đám cây rừng này rất là tối. Thì bây giờ mình đang tiến vào để mình đi thăm hỏi, mình chia sẻ cho cả nhà biết. Đó, thì cùng bầu trời đi vào trong cái nơi mà anh này, ảnh tên là anh Long. Thì đây là cái nơi mà cư ngụ của ảnh này cả nhà. Đây là cái nơi mà của những người Việt Nam, mà các anh Việt Nam ảnh vô gia cư, ảnh thường sống ở trong đây đó. Thì bây giờ mình đến đây để mình thăm hỏi, để mình chia sẻ cho hoàn cảnh khó khăn. Thì ở đây mình có giúp đỡ, chia sẻ cho ảnh một cái thì hello ơi. Ồ, đang làm gì anh? Coi bồ câu. Ồ, đang coi bồ câu đó cả nhà ơi. Thì ảnh ở trong đây mà ảnh có nuôi luôn bồ câu luôn nè. Hình như 5 con bồ câu. Anh nói là 5 con bồ câu. 5 con bồ câu lớn, trưởng thành, một con bồ câu con. Chưa trưởng thành, mới có hình như 20 ngày à. Wow, bữa nay hình như có mũi đó anh. Mũi. Thấy ơi, đứng có mũi rồi đó. Ừ, có mũi. Dạ, mũi nhiều lắm á nha cả nhà. Trong đây thì đây là cái nơi mà ảnh thường sống nè cả nhà. Đó, thì để bầu trời đi quay cái quang cảnh mà chia sẻ cho cả nhà nhìn xem. Đó là cái trước mặt mình là cái liều mà ảnh ngủ trong đó đó cả nhà. Đây là cái miếng này làm gì anh? Để lâu rồi, che lại phơi phơi điện thoại. Che đồ để che hơi ướt cái để cho hơi ấm. Hôm nay thì anh có đi sinh, có đi sinh hoạt giống như đi sinh đi gì không anh? Hình như có mà ít lắm, không cho hết trơn. Lụm được tiền thì có. May mắn vậy. Có 1-2 đồng à. Vậy hả? Đó, ảnh nói là cuộc sống mà thì ngày thường thì ban ngày thì ảnh phải đi đi sinh để đi sinh sống đó cả nhà. Đó, nhưng mà ảnh cũng có nuôi được thêm một cái chuồng bồ câu thì ảnh rất là thích. Đây là cái mặc dù ảnh khó khăn nhưng mà ảnh vẫn thích thích nuôi bồ câu. Ảnh nói là có chú bồ câu nuôi mới sanh. Bồ câu con, một con bồ câu con là khoảng 19-20 ngày vậy. Chưa biết bay đâu. Phải 35 ngày nó bay, là 5 tầng nó mới bay. Phải gần 1 tháng. Hơn tháng chứ. Con. 35 ngày là phải con, 5 con bồ câu trưởng thành. Là phải coi 1 2 3 là phải một tháng, hơn một tháng mới biết bay ha. Năm tầng là 35 ngày. Là hơn một tháng là nó bay được, nó bay được là phải 35 ngày nó bay được. 34 ngày nó chưa. Dạ. Ăn uống gì chưa anh? Hơi đói bụng chưa. Chưa ăn hả? Ok, thì có chút xíu tiền tặng anh nè. Ok. Rồi, dạ. Anh 25 đồng. Cứ cất đi anh, dạ. Okay. Để anh tự anh đi mua đồ chứ em không có thời gian để em đi mua đồ. Okay. Dạ. Thích cần cái gì thì cứ đi mua, đó là một chút xíu tiền nhỏ nhỏ bầu trời ảnh đã chia sẻ cho ảnh đó cả nhà. Trở lại với chùa bồ câu thì ảnh nói là sao anh? Clean up mới thay nước luôn. Bữa nay là hình như chủ nhật, đúng rồi, chủ nhật. Dạ. Thay nước thì hôm qua thì clean cái miếng dưới, để dưới 4 miếng.
trong đây nó tối quá, cái điện thoại của em nó bị tối nó không có thấy được. Bây giờ là ban đêm mà chị, cả nhà bây giờ là 7-8 giờ tối rồi ha anh. Giờ là 7 giờ mấy rồi đó. Dạ 7 giờ mấy tối. 7 giờ 9 thôi, 9 phút, 7 giờ 9 phút. Dạ giờ là tối rồi, trong đây là không có đèn nha cả nhà. Bây giờ không biết sao nó mũi nó hơi ga ga rồi đó. Tại vì nó hầm á, mưa á, nó có mưa mấy ngày trước á. Đâu mưa. Mấy ngày trước á bắt đầu nó không sinh sản á. Từng sau á mùa thu. Từng sau là mưa đó nha, từng sau là quê đời người ta nói là mưa nó bắt đầu ngày mới mưa đó. 3-4 ngày nữa. Nó nói là thứ hai là mưa cho đến thứ tư luôn á, tới thứ năm luôn á, mưa bạc ngày mai. Hình như thời tiết nó nói khoảng 3-4 ngày nữa nó mưa mà cái phần trăm của nó hình như 50% nha. Cái chen nó là em thấy coi phần thời tiết 50%, cái chen có cơ hội mưa là phần 50%. Dạ. Đó. Trời nó sắp cũng còn thấy đường. Còn tối nó có trăng á, có ánh trăng cũng đỡ lắm mà. Nó có trăng trăng đó sáng lắm á cả nhà. Nhưng mà nó không có, nó kêu là full moon, nó kêu là half moon á. Nhưng mà mây ở trên trển cũng có mây. Dạ. Mây nó cả nhà nhìn trăng nó sáng sủa nằm. Nhờ có trăng ở trong đây mới được sáng được chút xíu ha. Đó thì cả nhà nhớ không? Đó cái liều ảnh sống ảnh ngủ trong đó đó cả nhà. Có liều đỡ lắm á nha. Dạ. Không có liều ở đây là không được mũi dữ lắm. Mũi gắn nữa. Gắn có hả? Có gắn mà nhỏ lắm. Gắn con. Bọn ta Úc à. Mà thấy bữa như từng giờ trước nó gắn nó ăn ếch. Ếch chạy xong mà nó táp cáp được nó hay. Ếch nó kêu quá trời. Người ta nói bỏ cái gì cho nó gắn không lại anh, cái gì tội hành nó bỏ cái gì, cái thuốc gì nó có trong Home Depot nó có bán không biết nè. Biết mod bo vậy đó mà như cái gì ta thấy ở nhà có người gia đình có mua cái đó, cái mua là tròn phải không? Dạ nó cái đó là giống như lông não á. Nó gọi là mod bo đó. Ở trong Walmart nó có bán đó, cái nó có cái mùi nồng đó. Đúng rồi, ở nhà còn kìa. Nhà có mua mà không có xài, hôi quá, không nhà không dám xài. Chuột cống rồi nó không tới. Đúng rồi, chuột để cống rồi mấy con thú rồi nó không tới. Đúng rồi, dán con này nó, chuột nó xài lâu lắm. Đúng rồi. Xài cũng khoảng một cục thôi á, khoảng cả tuần nó mới nhiều người hết. Ở bên Việt Nam mình là người ta bỏ vô quần áo á. Gì bỏ quần áo? Người ta để vô trong cái closet á, bỏ vô quần áo. Chứ đâu phải quần áo. Bỏ nó gần quần áo cho nó không có hôi mùi á. Nó kêu là Việt Nam mình nó kêu là lông não. Thì anh nói năm mấy rồi còn chắc lắm. Cái lòng này năm rưỡi 2 năm rồi còn chắc lắm. Cái này nó làm bằng cái này không phải là cái này hình như ở ngoài nó bằng không biết bằng sắt hay bằng gì á, nhưng mà nó không xét kẽm. Nó không có xét cả năm rưỡi 2 năm rồi nó không xét. Cái lưới sắt nè. Nó có cái lớp gì ở ngoài á. Mình không có khuyến khích cả nhà vào đây nha. Trong đây nó rất là tối, trong đây nó không có đèn, không có điếu gì hết trơn nha cả nhà, mà ảnh vẫn sống được á. Ảnh sống có một mình trong đây nên là cả nhà. Đó, trong đây rất là tối, mình không có khuyến khích cả nhà cô chú anh chị vào đây nha. Đây là rất là quan trắng. Nguyên một cái đám rừng cây cối nó tùm lắm á cả nhà. Đúng không anh? Một mình anh mà ở hay quá. Quen ha, yên tĩnh hơn nữa, có để trùng bồ câu để được, không ai nói gì, không ai phá. Đúng rồi, chỗ này khu rừng mà để bồ câu nuôi không ai nói gì cho, nhưng mà con cá hơi mũi, nhưng mà không sao. Có đồ xịt mũi được đèn cây mà loại đèn cây xả đó. Mỗi lần vô trong cái liều chạy là phải đốt lên hay là xịt, mỗi lần mình xịt cái là cả tuần nữa nha. Mới hình như hôm qua bữa nay hay gì xịt đồ xịt mũi vô đây nè, vô trong cái chuồng bồ câu ha, cái chuồng mà loại mà bồ câu con á. Chỗ nó thôi, chỗ em bé bồ câu con nằm đó, con nằm đây mũi đừng vô cắn. Dạ. Tại vì nó chưa lông, nó chưa mọc ra đều á. Dạ. Nó cũng còn chưa mọc đều, nó cắn á, nó cắn mũi cắn là nó hình như là nó bị nếu cắn là nó bị infection đó, tiếng Việt kêu bằng cái gì nè, ô nhiễm á, hình như nó bị chích á, tại vì nó chưa mọc lông á, da đồ đó nó mũi cắn á,
mới xịt. Em cứ nghe cái tiếng bồ câu nó kêu là cái gì đó, chú bồ câu đang nằm đó kìa, nằm con bồ câu lớn. Trong đây nó tối lắm á, giờ tối to mà giờ